Xin chào các bạn, mình tên là Trung Tính và mình đến từ công ty nhạc cụ Minh Phụng. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới rất là hữu ích cho các bạn nào đang sử dụng đàn keyboard. Đó chính là chiếc pedal Sutton WTP-005 của hãng Cherub. Đây là một chiếc pedal theo mình đánh giá là rất là hay và hữu ích cho các bạn nào đang sử dụng đánh piano trên đàn organ hoặc là keyboard. Các bạn có thể kết nối với tất cả các loại đàn keyboard hoặc là organ trên thị trường hiện nay. Với thiết kế rất là gọn nhẹ, các bạn có thể di chuyển bỏ vô túi hoặc là cái bao đàn của các bạn để di chuyển theo, mô phỏng như một chiếc pedal của đàn piano cơ. Các bạn nghe có thể thấy đàn piano cơ nó cho phép mình đập lên xuống hình mẫu vịt như thế này. Ở mặt sau của chiếc pedal 005 thì nó có trang bị những cái núm cao su để cho mình đặt dưới đất á, thì nó sẽ không bị dịch chuyển khi mà các bạn đập tới đập luôn. Rất là chắc chắn các bạn. Và một cái đặc điểm nổi bật trên cái pedal 005 này đó chính là nút đảo cực ở đây. Các bạn có thể sử dụng cho tất cả các loại đàn keyboard hoặc organ trên thị trường hiện nay. Và sau đây mình xin thử kết nối vào đàn Custom K50 cho các bạn thử xem nhé. Trên cái đàn Custom K50 thì có một cái cổng Sutton nằm ở đây. Mình sẽ kết nối thử cho các bạn. Trên đàn thì nó cũng đã có cái cổng cũng có cái chức năng Sutton rồi, thì các bạn chỉ có bật lên thôi. Nhưng mà để mà muốn hay hơn và trực quan hơn thì các bạn cắm pedal vào chơi là hay nhất. Và sau đây mình xin đánh thử một đoạn thì đã kết hợp với lại pedal 005 cho các bạn hình dung nhé. Khi không có pedal nó sẽ làm như thế này. Điểm đặc biệt một tí đó chính là cái đàn Custom K250 này thì nó có một chức năng Sutton ngay trên đàn luôn. Các bạn chỉ cần bấm Shift và bấm nút Function sẽ bật lại chức năng Sutton. Mình xin demo thử cho các bạn nghe luôn nha. Sau đây sẽ là bài Từ Đó kết hợp piano trên đàn keyboard organ Custom K250 và pedal Cherub 005. Xin mời các bạn nghe thử. Các bạn nào muốn mua sản phẩm hãy theo dõi thông tin mình có để đường link bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy cho mình một nút like cũng như là subscribe đăng ký kênh để chúng mình có những động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.